Cảm ơn quý vị đã quay trở lại với kênh truyền hình BRT để theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển được phát sóng vào lúc 11 giờ 30 phút hàng ngày. Hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 9, chương trình có những nội dung đáng chú ý. Thành phố Vũng Tàu nới dần giãn cách, thu hẹp khu vực phong tỏa. Xuyên Mộc khung lưu trú 24 giờ, lá chắn ngăn chặn dịch bệnh vào quyện. Học sinh cấp tiểu học và giáo dục thường xuyên của Bà Rịa Vũng Tàu bắt đầu học trực tuyến từ ngày 20 tháng 9. Thông tin ghi nhận về thành phố Vũng Tàu sẽ mở đầu chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay. Thưa quý vị, là địa bàn có diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, thành phố Vũng Tàu đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp để khống chế dịch. Tại buổi họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn vào ngày 15 tháng 9, lãnh đạo thành phố Vũng Tàu cho biết tính đến nay, thành phố Vũng Tàu đã ghi nhận trên 1.300 ca COVID-19, trong đó hơn 50% ca được điều trị khỏi. Các địa bàn hiện có dịch diễn biến nóng là phường 8, phường 10, Thắng Nhất, Thắng Nhì và Nguyễn An Ninh. Riêng ổ dịch tại phường Thắng Nhì đang ở mức nguy cơ rất cao vì có nhiều F0 chưa rõ nguồn lây. Lãnh đạo thành phố cũng chia sẻ về kế hoạch kiểm soát dịch bệnh tại thành phố Vũng Tàu đến ngày 22 tháng 9, theo nguyên tắc tiếp tục siết chặt giãn cách và dần thu hẹp khu vực phong tỏa, mở rộng vùng xanh. Hai tháng thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 từ ngày 14 tháng 7 đến ngày 14 tháng 9 năm 2021, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể, tổ chức, cá nhân trong thành phố đã vận động, đóng góp, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho trên 41.500 lượt hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong những điểm dân cư bị phong tỏa với trị giá trên 99 tỷ đồng, vận động chủ nhà trọ miễn giảm tiền thuê trọ hơn 1,5 tỷ đồng cho lao động nghèo, phân bổ kịp thời 582 tấn gạo từ nguồn hỗ trợ của chính phủ cho 38.800 người dân, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Thành phố Vũng Tàu cũng hỗ trợ người dân mua thực phẩm thiết yếu thông qua các tổ đi chợ hộ, biệt đội giao hàng miễn phí tại tất cả các phường xã. Về vấn đề thứ tư đó là việc thực hiện chi hỗ trợ theo nghị quyết 68, thì đối tượng dự kiến là 90.000 người và đến thời điểm hiện tại thì thành phố đã tiếp nhận hồ sơ là 82.744 hồ sơ và đã phê duyệt là 80.371 hồ sơ và đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã chi trả trên tổng số 74.473 hộ với tổng kinh phí là 109.503.325.000 đồng. Tại buổi họp báo về tình hình dịch COVID-19 với các cơ quan báo chí địa phương và thường trú tại Bà Rịa Vũng Tàu, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu ông Trần Đình Khoa thông tin, thành phố Vũng Tàu sẽ từng bước thu hẹp những khu vực phong tỏa thành điểm phong tỏa và phấn đấu đến ngày 22 tháng 9, toàn thành phố còn 7 điểm phong tỏa, 12 xã phường là vùng xanh, 5 phường là vùng vàng. Chúng tôi sẽ cố gắng chỉ còn những điểm phong tỏa thôi, không còn khu phong tỏa nữa. Chúng tôi xác định rằng sẽ có F0, nhưng mà chúng tôi chỉ còn điểm phong tỏa chứ không còn khu phong tỏa nữa. Hiện nay chúng tôi có hai khu phong tỏa lớn nhất, đó là khu phong tỏa khu phố 3 của phường Thắng Nhì. Ngày hôm nay, ngày mai chúng tôi sẽ dỡ bỏ. Đối với phường Thắng Nhất, còn một khu phong tỏa với 1.257 hộ người dân, chúng tôi cũng sẽ gỡ phong tỏa vào ngày 16. Vì vậy cho nên tôi sẽ xin phép Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh sẽ đóng cứng tất cả các điểm phong tỏa này lại và để cho tất cả mọi người dân giãn cách từ từ. Cũng tại buổi họp báo, đại diện Sở Y tế đã thông tin về chùm ca nhiễm COVID-19 tại địa chỉ 105/57 đường Lê Lợi, xuất phát từ một bác sĩ trong đoàn bác sĩ vừa tốt nghiệp được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu điều động về địa phương tham gia phòng chống dịch. Đã có 13 trên 15 người trong gia đình bác sĩ này lây nhiễm, bị dương tính. Thông tin cho rằng việc đưa bác sĩ vừa tốt nghiệp tham gia công tác phòng chống dịch nhưng không thực hiện cách ly đúng quy trình dẫn đến lây lan dịch, Sở Y tế khẳng định việc nhìn nhận quy kết nguồn lây xuất phát từ phía bác sĩ là chưa đúng. Bởi qua kiểm tra bằng PCR thì xác định bác sĩ này không phải là người mắc COVID-19 đầu tiên trong chuỗi lây nhiễm. Đây cũng là đánh giá được đoàn công tác đặc biệt của Bộ Y tế đang làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu công nhận. Ngoài ra, tất cả các bác sĩ trong đoàn về cùng bác sĩ đều âm tính. Các trường hợp ở cùng phòng với bác sĩ tại Bệnh viện Bà Rịa cũng âm tính. Như vậy, nguồn lây của chùm ca bệnh ở 105/57 đường Lê Lợi là hoàn toàn không xuất phát từ phía bác sĩ vừa tốt nghiệp trở về. Chuyển sang thông tin quyền đất đỏ,
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Quyền Đất Đỏ cho biết từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9, Quyền Đất Đỏ không ghi nhận ca mắc mới. Việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn quyện lần thứ 6 đã đạt 95,6% so với kế hoạch, tương đương 13.213 người. Kết quả đều âm tính. Quyền Đất Đỏ cũng đã và đang triển khai nhiều biện pháp để giữ vững vùng xanh. Đó là thông tin được báo cáo tại cuộc họp Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch quyện vừa được tổ chức. Trung tâm Phòng chống dịch Huyện Đất Đỏ cho biết huyện đang tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch, vừa khôi phục kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, hàng hóa thiết yếu, an sinh xã hội, duy trì hoạt động các tổ tư vấn sức khỏe trong khu cách ly, tổ tư vấn sức khỏe cộng đồng, các tổ đi chợ giúp, tổ hỗ trợ y tế, hỗ trợ về an sinh xã hội tại các xã thị trấn, khẩn trương triển khai tiêm ngừa vaccine, ưu tiên những nhóm đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Lãnh đạo huyện yêu cầu lực lượng chức năng theo dõi, kiểm tra thông tin tài xế phụ xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu vào địa phương, quản lý chặt chẽ người dân đi khám bệnh ngoài tỉnh về địa phương, phát huy vai trò của các tổ COVID cộng đồng, các cơ sở dịch vụ ăn uống đủ điều kiện hoạt động, gắn bảng hộ kinh doanh xanh hoặc hộ kinh doanh an toàn và chỉ bán hàng theo hình thức đặt hàng trực tuyến, không bán trực tiếp cho khách hàng. Các địa phương trong huyện tập trung truy vết các trường hợp liên quan ca nghi nhiễm tại xã Tam Phước, huyện Long Điền. Những thông tin từ huyện Xuyên Mộc sẽ nối tiếp chương trình. Thưa quý vị, theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Xuyên Mộc, tính đến ngày 15 tháng 9, huyện Xuyên Mộc có 560 ca mắc COVID-19, trong đó có 537 trường hợp đã khỏi bệnh. Và huyện Xuyên Mộc đã bước sang ngày 26 không có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Để bảo vệ thành quả này, huyện Xuyên Mộc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch nhằm không để xuất hiện ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng. Những biện pháp mà huyện Xuyên Mộc đã và đang thực hiện để không xuất hiện ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng là yêu cầu người dân cần thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch, theo dõi diễn biến, kiểm soát chặt chẽ các ổ dịch cũ, không để phát sinh ổ dịch mới, tầm soát 100% các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở, viêm đường hô hấp, xét nghiệm nhanh cho tài xế, người đi cùng trên phương tiện vào huyện qua các chốt kiểm soát tại cửa ngõ, đảm bảo tiến độ vaccine phòng COVID-19 theo kế hoạch. Qua thực tế ghi nhận, việc thực hiện chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, một số người dân trên địa bàn huyện Xuyên Mộc chấp hành chưa nghiêm túc khi di chuyển trên đường còn nhiều. Một số loại hình kinh doanh hàng hóa dịch vụ, sửa xe hớt tóc đã mở cửa hoạt động trở lại chưa đúng quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa ban hành quyết định số 644 về việc dỡ bỏ phong tỏa vùng cách ly y tế tại trại gà Đặng Minh Trí, ấp 2 xã Vân Riền, huyện Xuyên Mộc với 21 nhân khẩu. Vùng cách ly y tế này thiết lập vào ngày 1 tháng 9 năm 2021. Đây là điểm phong tỏa COVID-19 thứ 41 ở huyện Xuyên Mộc và là điểm cuối cùng của huyện được Ủy ban Nhân dân tỉnh dỡ bỏ phong tỏa. Để đảm bảo cho công tác phòng dịch COVID-19 từ khi xuất hiện ca nhiễm đầu tiên trong cộng đồng ngày 2 tháng 7 đến nay, huyện Xuyên Mộc đã thiết lập 41 điểm phong tỏa, gồm 4.267 hộ và 16.769 nhân khẩu ở 12 trên 13 xã thị trấn. Đây là những điểm phong tỏa liên quan đến 5 nguồn lây chính và các ca bệnh cộng đồng xảy ra trên địa bàn huyện. Với việc Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định dỡ bỏ phong tỏa vùng cách ly y tế tại trại gà Đặng Minh Trí, ấp 2, xã Bưng Riền, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc chính thức không còn điểm phong tỏa cách ly y tế. Đây là thành quả ý nghĩa thể hiện sự nỗ lực cố gắng của huyện trong công tác phòng dịch. Là địa bàn rộng và tiếp giáp với nhiều địa phương ngoài tỉnh có tình hình dịch bệnh đang phức tạp, huyện Xuyên Mộc càng thận trọng hơn trong giữ vững thành quả phòng chống dịch, giữ vững vùng xanh an toàn. Theo đó, ngoài việc duy trì đảm bảo an ninh trật tự tại 10 chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn huyện và khu vực giáp ranh, Xuyên Mộc còn đồng thời đưa vào vận hành mô hình lưu trú 24 giờ đối với tài xế và phụ xe đi ngang hoặc đi về từ vùng dịch nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Huyện Xuyên Mộc đã bố trí khu vực tiếp nhận phương tiện tài xế và phụ xe lưu trú 24 giờ tại Trung tâm Huấn luyện Bộ đội Biên phòng tỉnh C-19. Trước đây, khu vực này là điểm tiếp nhận cách ly tập trung, nên cơ sở vật chất đảm bảo cho việc thực hiện lưu trú đối với tài xế, phụ xe và phương tiện. Khi vào đây, các phương tiện sẽ được khử khuẩn theo quy định, còn tài xế và phụ xe thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức khỏe, được đảm bảo về hậu cần. Hiện tại thì có 29 tài xế và phụ xe đang lưu trú ở đây. Tôi có đi một chuyến hàng Vũng Tàu về, nhưng mà xã ấp người ta mời vô đây ấy, thì tôi lần đầu tiên cũng hơi hoang mang. Mà đầu óc tôi cũng không được thoải mái mấy, nhưng mà sang đêm thứ hai thì tôi thấy
bình thường không có gì hết, chăm sóc các tài xế đàng hoàng, sạch sẽ, khử trùng, ăn uống lịch sự, văn minh, sạch sẽ hết. Chúng tôi rất yên tâm, chúng tôi cảm ơn. Chạy xe tải chở hàng từ Sài Gòn về xã Xuyên Mộc thì về tới Gò Cát á, thì các chốt của kiểm dịch của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng hướng dẫn cho mấy anh em khác tỉnh là về tới xã Xuyên Mộc là phải vô trong C19 của xã Xuyên Mộc mình á, là ở lại 24 tiếng đồng hồ. Là ở đây á, thì mấy anh em cán bộ ở đây á là nói chung là tốt, sáng thì ăn sáng nước nôi đồ nói chung là ổn định, cũng cảm ơn mấy anh em cán bộ rất nhiều. Theo quy định, các trường hợp ngang qua vùng dịch hoặc đi về từ vùng dịch vào huyện Xuyên Mộc sẽ được test nhanh COVID-19 miễn phí tại cửa ngõ huyện. Chốt kiểm soát sẽ thông báo cho địa phương nơi tài xế phụ xe đến hoặc trở về để địa phương kết nối với trưởng khu quản lý C19, hướng dẫn vào khu lưu trú tạm thời trong 24 giờ tiếp theo để tiếp tục theo dõi, giám sát phòng ngừa dịch. Sau khi tài xế phụ xe hoàn thành lưu trú, khu quản lý C19 sẽ thông tin cho các địa phương và chốt kiểm soát biết để tiếp tục giám sát di biến động của tài xế phụ xe, đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Trong đó thì với những người đi từ vùng dịch đã có kết quả xét nghiệm âm tính trở về nơi cư trú phải cam kết ở nhà trong 14 ngày. Em vô đây khoảng được 2 ngày. Vô đây được các anh test miễn phí và khai báo y tế. Em ở đây rất là thoải mái và yên tâm và bảo đảm sức khỏe cho mình và cả nhà người thân mình. Trước khi về là được thủ tục xét nghiệm âm tính và viết bản cam kết là không được đi ra khỏi xã. Lưu trú tại C19 này về khó khăn là bước đầu đó là khi tài xế họ vào đây để thực hiện thủ tục tiếp nhận lưu trú tại đây thì họ đang còn nghĩ đây là khu cách ly dành cho những người F1, F0. Rồi sau khi được cán bộ hướng dẫn ở đây hướng dẫn thì họ đã biết ở đây là chỉ là khu lưu trú dành cho những tài xế đi ngang và đi từ vùng dịch về. Và trong đây thì không có mầm bệnh gì thì họ cũng đã an tâm tư tưởng và chấp hành các nội quy ở trong khu vực C19 này. Đây là bước sàng lọc đầu tiên để sàng lọc những mầm bệnh như F1, F0 từ ngoài huyện vào, để trong huyện hạn chế cái mức thấp nhất về cái việc lây nhiễm ra ngoài cộng đồng. Đã gần một tháng, huyện Xuyên Mộc không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng. Và để bảo vệ thành quả này, huyện đã và đang linh động sáng tạo triển khai các giải pháp phòng ngừa dịch bệnh phù hợp, hiệu quả, đặc biệt là nhận được sự đồng thuận và chấp hành của người dân. Và mô hình lưu trú 24 giờ đối với tài xế và phương tiện khi đi ngang vùng dịch hoặc đi về từ vùng dịch là mô hình hay giúp huyện chủ động ngăn chặn dịch bệnh có thể xâm nhập từ các địa phương khác vào huyện, qua đó thì góp phần bảo vệ vùng xanh an toàn cho huyện. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, để đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người dân, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã cho phép thành lập cơ sở cách ly tập trung có thu phí tại khu nghỉ dưỡng Siva Hồ Tràm, xã Bưng Riền, huyện Xuyên Mộc. Đây là cơ sở cách ly tập trung có thu phí đầu tiên trên địa bàn huyện Xuyên Mộc được phép hoạt động. Khu nghỉ dưỡng Siva Hồ Tràm tại xã Bưng Riền, huyện Xuyên Mộc có diện tích 27 hectare, với đường bờ biển dài hơn 1,5 km, không gian thoáng đãng, tách biệt với khu dân cư, đảm bảo tiêu chuẩn của cơ sở cách ly tập trung có thu phí. Cũng được sự hỗ trợ của Sở Du lịch, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Sở Y tế và sau đó là Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc cũng đã hướng dẫn chúng tôi rất là nhiều trong công tác mà đào tạo, huấn luyện nhân viên, trong cách xử lý về những cái bảo hộ, những cái xử lý về lây nhiễm chéo. Thì chúng tôi dựa vào đó để chúng tôi huấn luyện nhân viên. Và hiện nay thì chúng tôi đã chuẩn bị trên 100 phòng để mà phục vụ cho cái đối tượng là khách cách ly có thu phí. Thì mục tiêu của chúng tôi là làm sao để đảm bảo được cái an toàn cho cộng đồng và nhân viên. Mức giá áp dụng cho khách cách ly tập trung có thu phí tại khu nghỉ dưỡng Siva Hồ Tràm sẽ áp dụng theo quy định của ngành chức năng.
Cơ sở cách ly này cho biết sẽ có mức phí ưu đãi dành cho những khách cách ly là công dân huyện Xuyên Mộc. Bà Rịa Vũng Tàu hiện có 14 cơ sở cách ly tập trung có trả phí, trong đó thì 11 cơ sở đã đi vào hoạt động, gồm 9 cơ sở tại thành phố Vũng Tàu, còn hai huyện Đất Đỏ và Xuyên Mộc, mỗi địa phương có một cơ sở. Thưa quý vị, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Đức ghi nhận từ đầu tháng 7 đến nay vẫn là 24, trong đó 18 ca đã được điều trị khỏi. Trước tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn phức tạp, dù đã nới lỏng một số biện pháp phòng dịch theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Châu Đức vẫn không chủ quan lơ là trong phòng dịch. Thực hiện chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Châu Đức yêu cầu công nhân, người lao động tham gia sản xuất tại các công ty, khu cụm công nghiệp phải có giấy đi đường do công ty phối hợp với các xã thị trấn cấp, ghi rõ lộ trình chi tiết nơi đi và nơi đến. Các cơ sở kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể, dịch vụ thiết yếu được hoạt động trở lại nhưng phải có phương án phòng chống dịch theo quy định. Dịch vụ nhà hàng, dịch vụ ăn uống hoặc các hoạt động mua bán khác chỉ được mua bán online, đồng thời phải được giao hàng bởi các shipper do huyện hoặc xã cấp phép, có thẻ đeo và xét nghiệm định kỳ. Người dân sản xuất nông nghiệp trong xã được đi lại, nhưng nếu ra khỏi xã thị trấn phải có giấy đi đường do địa phương cấp. Người dân mua sắm hàng hóa thiết yếu, mua nhiên liệu, đi chợ rút tiền, nộp tiền ngân hàng cũng phải có phiếu do địa phương phát. Một tuần qua, thành phố Bà Rịa không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Đến ngày 15 tháng 9, lực lượng y tế thành phố Bà Rịa đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 diện rộng cho người dân các xã phường trên địa bàn đợt 7 với hơn 23.000 người, đạt 39,82% kế hoạch. Trong đó, hơn 14.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 có kết quả âm tính, số mẫu còn lại đang chờ kết quả. Cùng với các giải pháp đồng bộ được triển khai nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch xâm nhập từ bên ngoài vào, thành phố Bà Rịa đã áp dụng chặt chẽ kiểm soát nguy cơ lây nhiễm từ chuỗi các siêu thị, cửa hàng kinh doanh thiết yếu trên địa bàn. Theo đó, thì tất cả các siêu thị, cửa hàng trên địa bàn thành phố được khuyến khích chỉ bán hàng cho shipper, lực lượng đi chợ hộ và khuyến khích người dân đặt hàng qua mạng nhằm bảo đảm thực hiện giãn cách nghiêm túc quy định, ai ở đâu, ở yên đó. Hiện thành phố đang lập danh sách các shipper để quản lý, cấp thẻ nhằm kiểm soát chặt chẽ việc di chuyển của người dân trên địa bàn. Thưa quý vị, những ngày qua, Hội Nông dân xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên và người dân trên địa bàn xã vượt qua khó khăn, qua đó đồng hành sẻ chia cùng chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hội Nông dân xã Hòa Long là thành viên của Tổ An sinh xã hội xã. Hội đã và đang triển khai hiệu quả mô hình đi chợ giúp dân trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Không chỉ vậy, hội phối hợp và kết nối giúp tiêu thụ hơn 19 tấn rau củ quả cho hội viên nông dân trong và ngoài xã, với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. Từ nguồn rau củ này, Tổ An sinh xã hội cung cấp cho người dân có nhu cầu với giá cả bình ổn. Tính từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện trên địa bàn tỉnh đến nay, Hội Nông dân xã Hòa Long còn vận động các mạnh thường quân hỗ trợ và trao tặng 9 đợt quà với tổng số tiền 78 triệu đồng cho hội viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Hôm nay thì được Hội Nông dân xã đến quan tâm hỏi thăm và động viên gia đình, cũng có tặng quà rồi gạo rồi quan tâm tới nông dân trong lúc khó khăn. Nông dân sản xuất thì nhà nước vẫn cho làm chứ không phải là không, nhưng mà phải đòi hỏi là phải giãn cách, nó không có tụ tập đông người. Mình cũng làm kiếm sống, bán lai rai được nhiêu thì được. Cũng mong là mau hết dịch để cho nông dân sớm làm ăn bình thường lại. Không chỉ chăm lo về mặt vật chất, Hội Nông dân xã Hòa Long thường xuyên khảo sát, nắm bắt tình hình đời sống của cán bộ, hội viên nông dân. Qua đó động viên mọi người nghiêm túc chấp hành lệnh giãn cách xã hội, các khuyến cáo phòng bệnh, đồng thời duy trì sản xuất phù hợp với tình hình dịch bệnh. Thì trước cái tình hình dịch bệnh COVID diễn ra kéo dài thì cũng bà con nông dân cũng chủ động, cũng không có cái nhân rộng thêm cái mô hình trồng rau mà thu hẹp lại để cái giảm cái diện tích trồng trọt cũng như là năng suất để cho có cái đầu ra hợp lý hơn, để tránh cái trường hợp là tồn động cũng như là cái hàng hóa bán không được. Từ đó thì hội cũng có cái kế hoạch, cũng phối hợp cùng cái tổ an sinh xã hội tiếp tục là hỗ trợ cho bà con trồng rau có đầu ra, gọi như là tiêu thụ sản phẩm rau củ quả trên địa bàn, giúp người dân thoát khỏi khó khăn trong cái tình hình dịch bệnh. Với tinh thần chung sức đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, thông qua những mô hình việc làm thiết thực, Hội Nông dân xã Hòa Long góp phần giúp địa phương thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội.
Phần cuối chương trình Hòa Nhịp Phát Triển là những thông tin về các chủ trương chính sách mới trong công tác phòng chống dịch của tỉnh. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 12706, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các sở, ban ngành tập trung giải pháp giảm số ca tử vong và xem đây là ưu tiên hàng đầu. Phải thực hiện mục tiêu kiểm soát được dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế trong thời gian thực hiện giãn cách và tăng cường thực hiện giãn cách xã hội. Quán triệt tinh thần không có người dân nào an toàn nếu vẫn còn người dân khác nhiễm bệnh. Không có địa phương nào an toàn nếu vẫn còn địa phương khác phải chống dịch, để luôn luôn đề cao cảnh giác và có biện pháp thích ứng phù hợp. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát để phát hiện và kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém, bất cập trong công tác phòng chống dịch, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch. Đồng thời, biểu dương khen thưởng các cấp, tập thể, cá nhân có các mô hình hay, cách làm tốt, hết sức tránh hai khuynh hướng lơ là, mất cảnh giác phòng chống dịch hoặc nóng vội, chưa chuẩn bị tốt, chưa an toàn đã nới lỏng các biện pháp chống dịch. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục tuyên truyền vận động để nâng cao ý thức người dân về phòng ngừa dịch bệnh, không để phong tỏa kéo dài trên phạm vi rộng, tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, an toàn trật tự xã hội. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều chỉnh thời gian học của học sinh tiểu học và giáo dục thường xuyên năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện chủ trương điều chỉnh thời gian học chính thức các cấp học. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông đã bắt đầu học trực tuyến từ ngày 6 tháng 9 năm 2021, còn cấp tiểu học và giáo dục thường xuyên sẽ bắt đầu học cũng theo hình thức trực tuyến từ ngày 20 tháng 9 năm 2021. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, khuyến cáo người dân, các hộ gia đình không tổ chức cho con em học chung để tránh lây lan dịch bệnh, đồng thời tiếp tục vận động và hỗ trợ trang bị đầy đủ thiết bị học trực tuyến cho học sinh, nhất là con em các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn, để các cháu có đủ điều kiện tham gia học tập trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Sở Y tế vừa ban hành văn bản số 4836, hướng dẫn bổ sung chi tiết một số trường hợp người dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đi thành phố Hồ Chí Minh và từ ngoài tỉnh vào tỉnh trong thời điểm dịch bệnh COVID-19. Theo đó, tỉnh sẽ không giải quyết các trường hợp người dân đi khám chữa bệnh ngoài tỉnh đối với những bệnh, những kỹ thuật mà các bệnh viện trong tỉnh thực hiện được. Đối với các trường hợp đi khám chữa bệnh, những kỹ thuật mà các bệnh viện trong tỉnh không thực hiện được và không thể trì hoãn được, thì các bệnh viện tuyến tỉnh cấp giấy chuyển tuyến và gia đình nộp hồ sơ cho Sở Giao thông Vận tải để Sở phối hợp với ngành y tế tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không giải quyết cho những bệnh nhân đang điều trị bệnh COVID-19 ở ngoài tỉnh, xin về tỉnh tiếp tục điều trị. Tỉnh cũng không giải quyết cho những người đang cách ly tập trung ở ngoài tỉnh, xin về tỉnh để tiếp tục cách ly tập trung. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt được Trung tâm Chỉ huy, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh phê duyệt. Trường hợp bệnh nhân sau khi kết thúc quá trình khám chữa bệnh ngoài tỉnh hoặc tình trạng bệnh quá nặng không thể điều trị, bệnh viện tuyến trên trả về, thì bệnh nhân cùng thân nhân phải xuất trình giấy ra viện hoặc giấy chuyển tuyến, giấy trả kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính có giá trị trong vòng 72 giờ. Chương trình Hòa Nhịp Phát Triển ngày 16 tháng 9 của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến đây khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.